làm đại lý bán vé máy bay trong nước và quốc tế là một lĩnh vực hấp dẫn và tiềm năng cho các nhà kinh doanh nếu bạn muốn trở thành một đại lý bán vé máy bay trong nước và quốc tế đây là những điều bạn cần biết để trở thành đại lý bán vé máy bay trong nước bạn cần có kiến thức về lĩnh vực du lịch và vận tải các hãng hàng không quy trình bán vé các loại giá cả và các chính sách của các hãng hàng không trong nước bạn cũng cần có kỹ năng giao tiếp tốt kỹ năng bán hàng khả năng giải quyết các tình huống khó khăn Khả năng tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách chuyên nghiệp. Để trở thành đại lý bán vé máy bay quốc tế, bạn cần phải nắm được các quy trình và chính sách của các hãng hàng không quốc tế, hiểu rõ các luật lệ và thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại giữa các quốc gia. Bạn cũng cần có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt để có thể giao tiếp với khách hàng quốc tế. Tuy nhiên, nếu bạn không có kinh nghiệm về lĩnh vực này, bạn có thể tham gia các khóa học đào tạo về bán vé máy bay và du lịch để nâng cao kiến thức của mình. Điều quan trọng nhất là bạn cần có đam mê và tinh thần cầu tiến để thành công trong lĩnh vực này. Nếu bạn muốn trở thành một đại lý bán vé máy bay trong nước và quốc tế, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các khóa đào tạo và hỗ trợ tư vấn của chúng tôi. Hãy liên hệ ngay hotline 0392 979 999 để tham gia làm đại lý bán vé máy bay trong nước và quốc tế. Chúng tôi cung cấp cho bạn các khóa đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực bán vé máy bay giúp bạn nắm được các kiến thức cơ bản về ngành du lịch và vận tải, các hãng hàng không, các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vé máy bay. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho bạn các kỹ năng về bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý và kinh doanh. Bằng cách trở thành một đại lý bán vé máy bay trong nước và quốc tế, bạn sẽ có cơ hội kinh doanh trong một lĩnh vực đầy tiềm năng, thu nhập cao và các cơ hội du lịch và khám phá các địa điểm mới. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách tham gia làm đại lý bán vé máy bay chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình phát triển và thành công của mình